luôn có chậu cây đẹp trong nhà mà không cần phải chăm sóc cây. Với cơ chế tự tưới thẩm thấu ngược, nước và dinh dưỡng được châm vào phễu hướng nước dẫn xuống một khoang chứa bên dưới. Đồng thời, phao đo mực nước sẽ dâng lên tương ứng theo lượng nước bên dưới. Chạm vạch max là đây. Nước sẽ thẩm thấu ngược lên cho rễ cây hút, giúp cây luôn xanh tốt. Vì được tưới ngầm bên trong nên nhà cửa của bạn luôn sạch sẽ và thời gian tưới lên đến 12 tuần mới cần chăm thêm nước. Không gian luôn xanh mát, sạch sẽ, thiết kế sang trọng, hiện đại làm đẹp cho ngôi nhà của bạn. Có que sách nhấc cây ra vào giúp bạn dễ dàng thay cây hay phơi nắng cho cây. Bộ tự tưới và chậu nhựa đều có nút thoát nước, không sợ cây bị úng kể cả khi trời mưa lớn. Chậu nhựa cao cấp Amber tích hợp tính năng tự tưới thẩm thấu ngược AWS, chất lượng sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001, PSCI, TÜV. Không gian luôn xanh mát, sạch sẽ, thiết kế sang trọng, hiện đại làm đẹp cho ngôi nhà của bạn. Amber, sống cùng thiên nhiên.